ở Phú Chánh, Tân Nguyên, Bình Dương. Mình tới Phú Chánh rồi thì mình thử nha, đi chợ Phú Chánh A. À, đơn giản dễ hiểu ha. Bây giờ mời quý vị đi chợ với Việt Hương trong chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Wow, tiệm ở đây sao toàn là tiệm lớn không á, bự không à. Bây giờ xin vô đây, mình đổ bánh xèo được không ta? Ê, wow, tiệm bánh xèo bánh cọt lớn quá. Có bột hương xưa trong chương trình này vô xin đổ. Trời ơi, cái tay bả quậy thành thắt luôn. Một ngày mình bán khoảng bao nhiêu bánh xèo chị? Bữa nào bán coi được là 1.000 bánh. Còn bữa nào mà bán vắng chắc cũng 908 bánh. Có 900 mấy à, ổng nào ổng còn nhờ ổng nói lại cỡ 908, 909 gì à. Nó chưa tới 1.000 dữ vậy. Cho em đổ một cái em ly. Thôi có bí quyết dùm chỉ tôi đi. Chị tôi về tôi đổ cho chồng tôi ăn. Yeah. Trời ơi tôi phái quá ông ơi. Rau ra ăn luôn.